trời nắng, nắng rất là gắt, cho nên mấy cái con không biết là gọi là cái gì nữa, không biết gọi là con còng hay là con gì nữa, cua đá, cái cua đá kìa, nó đang bò trên đá kìa. Nó trốn gì đó, rêu quá. Nó đây để chạy, cứ đi vào đó nghe xin nữa mà.